Mô tả sơ lược về thuốc đặc trị nấm móng Varicy Restore Problem Nails. Thuốc đặc trị nấm móng Varicy Restore Problem Nails là dung dịch chăm sóc vô cùng an toàn và được ưu chuộng sử dụng tại các spa, salon nail lớn. Hơn hết, sản phẩm còn có giúp trị các trường hợp bị nấm móng, móng ngã màu vàng đen hoặc mất màu, hay móng yếu, dễ bị gãy. Tác dụng của thuốc đặc trị nấm móng. Đặc trị nấm móng tay, móng chân. Loại bỏ, diệt trừ các vi khuẩn gây hại cho móng. Ngăn ngừa sự lây lan của nấm. Giúp móng có độ chắc khỏe. Ưu điểm và cách sử dụng của thuốc đặc trị nấm móng Varicy Restore Problem Nails. Ưu điểm: mang lại hiệu quả cao. Thuốc đặc trị nấm móng Varicy Restore Problem Nail có dạng lỏng nên rất dễ thẩm thấu vào các lớp biểu bì, góp phần nhanh chóng tiêu diệt tận gốc các vi khuẩn gây nấm, tạo thành một lớp tường thành vững chắc bảo vệ móng không bị tấn công bởi vi khuẩn. Thiết kế nhỏ gọn. Thuốc đặc trị nấm móng tay chân Varicy được thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi. Phần nắp được đi kèm với cây chổi quét nhỏ giúp người dùng dễ dàng sử dụng, có thể đi sâu vào các khu vực bị nấm khó tiếp cận. Thuốc đặc trị nấm móng Varicy Restore Problem Nails là một trợ thủ tốt và là nguồn cung cấp sức khỏe để phục hồi các vấn đề về móng tay và móng chân. Được cấu tạo từ công thức mới mang lại công dụng vượt trội. Thuốc đặc trị nấm móng Varicy Restore Problem Nails được tạo bởi công thức chuyên nghiệp lotion antifungal với khả năng chữa và phòng ngừa nấm móng, móng bị ố vàng, đen hoặc đổi màu, móng mọc chậm, móng yếu. Cách sử dụng. Sử dụng một ngày 2 lần sáng và tối. Trước hết làm sạch vùng móng bị nấm bằng nước muối và cắt tỉa phần móng bị nấm. Tiếp theo, bôi một lớp dưỡng chất Varicy quanh lớp phần móng bị nấm, sau đó bôi trực tiếp dưỡng chất Varicy vào phần móng bị nấm rồi để khô ngoài không khí 15 đến 20 phút để dưỡng chất ngấm vào vùng bị nấm. Lưu ý: mỗi người sẽ có cơ địa khác nhau cho nên phần móng có thể bị đổi màu sắc khác nhau, cho nên người dùng không cần phải quá lo lắng, sau quá trình thay đổi móng sẽ trở về màu như bình thường. Trong quá trình sử dụng dưỡng chất lên vùng bị nấm, có thể diễn ra tình trạng ấm nóng nhẹ do vi khuẩn tích tụ. Đặc biệt, khi móng đã phục hồi, bạn vẫn phải sử dụng sản phẩm thêm 5 đến 7 ngày mỗi tháng ngăn chặn tình trạng nấm móng tái phát.